Này Nguyễn Sĩ Lốc bán bong bóng tại thành phố Hồ Tiên nha cả nhà. 9.000 tiền, dành cho 9.000 tiền luôn nè cả nhà. Đó. Nhà xem kênh Nguyễn Sĩ Lốc thấy phong cảnh ở thành phố Hồ Tiên này có đẹp thì cả nhà nhớ like và ủng hộ kênh Nguyễn Sĩ Lốc mình nha cả nhà. Chúc cả nhà năm Giáp Thìn năm 2004 được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Này nhà hàng cánh bơm ở Hà Tiên đó nha. Tiên 1. Phong cảnh này rất đẹp nha cả nhà. Này cảnh giả mà giả đá mà dền đẹp cả nhà, giống như hồn phụ tử. Đẹp không cả nhà? Đây là nước mặn cả nhà. Đây là mé biển. Còn trước màn hình của Nguyễn Chí Lốc là cầu Thủ Châu đó cả nhà. Còn này là xe hàng phao bóng bóng phao của Chú Tấn Cần Thơ. Tưởng ra ông về hưu rồi chứ à? Ông Tấn. Từ cõi chết trở về. Chưa về hưu hả? Từ cõi chết trở về. Từ cõi chết trở về hả? Đi nhiêu thì đi. Vậy hả? Còn chán khoảng 10 phút, 5-10 phút á. Mẹ đẻ ba con là chỉ có 2. Dạ. Cái đó chắc là máu chưa đạt. Trái tim ngưng rồi, máu chưa đạt. Cái ông ngồi máu cơ tim. Bây giờ ông sợ tao quýnh luôn á. Mày ngủ đầu tao vợ. Chú Tấn Cần Thơ từ cõi chết trở về, bệnh mới hết rồi đây nè. Đúc nói lâu quá không thấy chú Tấn. Ờ đúng rồi. Đúng số lượng nha. Bữa điện con nói lâu quá không thấy chú Tấn, không biết chú Tấn còn bán không. Rồi con nói không thấy, không biết chú Tấn còn bán không. Bán lên Hà Tiên không gặp chú Tấn. Phong cảnh này rất là hữu tình. Có mấy chiếc xe lôi đi du lịch đây cũng rất là đẹp. Có đứa bé nhỏ chuẩn bị lại mua bong bóng nha cả nhà. Này là khách tham quan du lịch nè cả nhà. Xe trang trí đèn chớp đẹp không cả nhà. Lấy nào lựa đây con gái.
Dạ. Đây là anh chạy mang áo 139 này là chạy xe vua ngay cả nhà. Đây cái xe vua anh đây. Hôm nay là khách tham quan du lịch mà không biết ở tỉnh nào đến tham quan nha cả nhà. À, chính là đi. Đây là xe lôi đang chờ khách du lịch chụp hình xong ở đầu đi điểm khác nữa đây các bạn. Đây là khách tham quan lịch nha cả nhà. Đi hai xe. Anh này quá bự con. Đi hồi nãy thấy đi hai người mà 200 đó đó nha. Này xe 4 người không biết nhiêu. Xe trang trí đèn rất là đẹp nha cả nhà. Mà đi giá rất hơi cao. Nãy mình thấy đi hai người với đứa trẻ nhỏ 200.000, còn cái xe 4 người không biết nhiêu. Thì chú tính Cần Thơ ông đang chọn đồ để trang chuẩn bị tối nay bán cả nhà. Sáng giờ bán đỡ không chú Tân? Tiêu hết hả? Bán yếu vậy? Dạ. Mới về lửa anh? Bán bóng cả nhà. Tiên lên đèn rất đẹp nha cả nhà. Đó. Cái chiếc 67 này chú Tuấn chạy lâu dữ à. Trình dài chục năm như vậy ạ? Tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
Thì mười mấy năm rồi. Khoảng 15% có điều kiện phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và đáp ứng nhu cầu vốn của kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát đơn giản hóa thủ tục hồ sơ vay vốn. Giờ dân cố cụ giờ còn mình anh chú Tấn với chú Năm Đầy à, cộng giờ ba Cần Thơ còn bán không, ba thằng Tăng còn á để hả à? Nghĩa là tao 34 giờ tao có đi đâu khỏi nhà giờ xe lôi này, trang trí đèn rất là đẹp nè cả nhà. Lộng lẫy. Hội đồng tư vấn triển khai nghị quyết chúng ta đã đạt được rất nhiều điều, trong đó đã giúp ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân thành phố thông qua 24 nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa từ 9 giờ 20 phút. Đăng ký rất đẹp luôn. Ở đây xe lôi nào trang trí như xe lôi nấy cả nhà, trang trí đẹp đẹp không cả nhà, trang trí rất là đẹp. Bữa nay là mùng 7 Tết, Nguyễn Chí Lốc quay thành phố Hồ Tiên xuống đèn cho cả nhà xem cả nhà. Khách tham quan du lịch đi cũng rất là đông. Xe lôi trang trí đèn rất là đẹp. Có người chú thì giới thiệu nhiệt tình, người chú không giới thiệu nhiệt tình cả nhà. Nhiều người đi luôn, còn nhiều người ghé chụp hình. Tháng mà hai anh chị này lại nói mình không bán, buồn ghê luôn cả nhà. Bán bóng mà không muốn mua cho con nữa mà ta không bán, buồn ghê. Buồn ghê. Lắc đầu, đụng cái gì cũng lắc đầu. Bán hàng rất sáng mà gặp hai anh chị này thì không mua mà dắt xe về đồ. Bông bóng bay. Đây em bé ơi. Em bé à. Bông bóng bay đi em bé ơi. Em bé à. Xe nào trang trí cũng đẹp chứ nha cả nhà. Xe trang trí rất là đẹp, đi gian một cái quả địa cầu của trái đất. Đẹp quá cả nhà. Thành phố Hồ Tiên xuống đèn dùm đẹp không cả nhà. Cho cháu bà chơi xong rồi bà nói bán đồ xì cho bà. Bà lại bà đổi nó đâu có, nó bán cái nguyên mà giờ chơi lũng rồi giờ đổi đâu có được. Hả? Tính này mềm con, nó tính con chơi sao này
đó. Chứ nói là sao mẹ muốn nói vậy dạ. Chứ mình người ta nói ngang mình nói ngược lại coi ngang được. Đúng rồi đó. Rồi cái đèn nó có mặt đêm nữa dạ. Tao bán cho nó cháy. Đúng rồi cháy vậy đó dạ. Cái còn người mới chơi chút xíu nó tắt rồi cái pin nơi đèn nó làm rớt rồi cái tao mới hỏi con làm sao nó không cháy gì con không quay về không quay dưỡng hay rất là bởi à quay về nè dạ. Nó thấy nó đẹp á dạ. Tay rất chút bể nó như vậy là chú đổi lại cho con nhưng mà con đừng quay vậy nữa nghe con. Cái tao tính thì tiền đem vô ví dụ cái đó 15 ngàn thì quên luôn. Dạ, như đổi lại có khác ha. Ừ. Nhưng mà mày phải trả tiền nguyên cho tao à. Đúng rồi. Tại vì đâu có biết đâu. Rớt ngay dạ. Quá đẹp. 4-5 xe. Quá đẹp, xe quá đẹp, xe trang trí dàn đèn rất là nổi. Xe này có trang trí cái ngôi sao này cả nhà. Con bán ở Chi Tôn An Giang á. Không. Bán ngày thường. Dạ. Nó ba mắt mười mấy năm rồi. Sao chú Tôm? Sợ cái gì? Sợ chết. Thì chết hả? Dạ. Nói chứ bình cũ mình cảm thấy không ổn mình bỏ chứ tôi bán cho người ta làm chi? Nguyễn Què và chú Tuấn Cần Thơ uống cà phê cả nhà. Thank you.
thành phố Hà Tĩnh xuống đèn rất là đẹp. Đây là thảm họa của chú Tấn bị lật xe. Chú Tấn không bán mà bị lật xe đổ tháo lụm dần cả nhà. Đây là chính nàng tiên, có mấy em ẻo lả rất là phong phú. Đây bằng đêm là chở còn là đi ngắm cảnh nhiều rồi cả nhà.